chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách sử dụng động từ dạng khả năng trong tiếng Nhật. Nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nhiều bạn không biết cách sử dụng và sẽ nói không trôi chảy. Bây giờ nha, các bạn cứ suy nghĩ từ tiếng Việt sang tiếng Nhật cho mình. Trong tiếng Việt thì chúng ta thể khả năng là có thể đúng không? Thì chúng ta phải nói là có thể ăn được cái gì đó đúng không? Hay có thể uống được cái gì đó đúng không? Nhưng mà trong văn nói thì chúng ta lược bỏ chữ có thể và chỉ còn lại chữ được mà thôi. Ví dụ muốn nói rằng cái này có dùng được không đúng không, thì chúng ta sẽ nói rằng là                                        ![============            ![                có dùng được không　●                └                └└└└└└װ└└└+=　============                hay là cái nước này đúng không, có uống được không, có uống được không, ok, thì sẽ nói rằng là　==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 ````==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 
Kikoeru và mieru và mirareru. Động từ kikoeru và mieru nhá. Nó là tự lọt vào tai mình, đúng không? Hay là tự lọt vào tai mình và tự lọt vào tầm ngắm của mình. Tự nhiên nhá. Các bạn nhớ tự nhiên nó vào nhá. Ok. Còn động từ kikeru hay là mirareru tức là mình chủ động. Mình tự mình chủ động đi xem hay là đi nghe điều đó. Ví dụ kikoeru tự lọt vào tai mình này. Mình nghe thấy tiếng chim mình sẽ nói rằng tori no koe ga kikoeru. Ok. Hay là từ đây thì mình có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ, đúng không? Koko kara fujisan ga mieru ne. Ok. Đấy là tự nhá. Tự nó lọt vào tai, tự nó lọt vào tầm mắt của mình nhá. Còn kikeru, ví dụ mình đi đến một buổi hòa nhạc nào đó thì mình sẽ nghe thấy tiếng piano chẳng hạn. Ok. Hay là miraremasu là động từ nhìn, đúng không? Tức là mình chủ động đi nhìn. Ví dụ là sắp đến mùa hoa anh đào rồi, sắp được thấy hoa anh đào rồi thì sẽ nói rằng là mōsugu sakura ga miraremasu ne. Ok. Ngoài ra trong văn nói động từ dạng khả năng này, động từ loại 2 nhá, nó là rareru, đúng không? Nhưng mà trong văn nói thì nó sẽ bị lược bỏ chữ ra đi, thì sẽ nói thành là, mình cho một vài ví dụ nhá. Ví dụ là taberareru, ăn được, đúng không? Nhưng mà sẽ lược bỏ ra đi, sẽ thành là tabereru. Hoặc là một từ khác, động từ loại 3 đó, korerareru, đúng không? Tức là đến được, đúng không? Ngày mai có đến được không, đúng không? Asta koraremasu ka? Nhưng mà trong văn nói thì họ sẽ lược bỏ chữ ra đi, họ sẽ nói rằng là asta koreru, ngày mai có đến được không? Ok. はい、皆さん、面白かったですか？またね、バイバイ。またね、バイバイ。あ、そうか。みんな、登録忘れないでね。登録。